tay vào tượng Phật hoặc làm ảnh hưởng đến tượng Pháp và đồ thờ trong khuôn viên chùa. Ô, hương có về qua đâu không quý thầy á? Đánh hôn, bỏ, chưa có thể tập ký một nhà chùa. Thank you.
mang vàng mã và lễ mặn vào chùa. Không hái hoa mẻ ảnh hoặc lẫm chân lên thảo cỏ và gốc cây. Không tô vẽ khảm khắc mà bất cứ vật gì ở trong khuôn viên chùa. Không bán hàng rong trong khuôn viên chùa. Không tự ý đánh bắt cá hoặc thả bất cứ vật gì xuống hồ. Đề nghị quý khách hãy bỏ mắt vào đúng ngôi tu viện. Hello. Thank you.
Yes.
Nổi con cao kia. Thank you.
Opa. Ăn kỹ con, chúng ta cho bữa chúng đi.
chuẩn.